thực ra thì là những cái chuyện ồn ào nó cũng làm cho mình rất là bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Cũng có thể đấy, nó cũng là một phần làm cho là mình vừa về công việc cũng nhiều, cuối năm tất cả những người biểu diễn đều rất là bận rộn, xong lại thêm những cái ồn ào mà nó quả là đáng tiếc ấy, thì nó cũng làm cho mình cảm thấy là mệt mỏi hơn. Thế nhưng mà chắc là có thể là em đã đọc rồi hoặc chưa thì mình không biết, nhưng mình có một cái bài chính thức ở trên VN Express đã giải thích rất là rõ với những người quan tâm đến Hồng Nhung và gia đình nhỏ của mình, và rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm. Và thực ra đời sống bây giờ là một người mẹ đơn thân và lại vẫn đi làm việc, và công việc của mình khá là nhiều áp lực, thì vì thế cho nên là rất là bận rộn. Và việc bận rộn đấy phần nào nó cũng là cái tốt ở chỗ là để cho mình đỡ phải đau đáu vào những cái chuyện mà nó làm có thể làm cho mình phiền muộn. Từ hồi nhỏ thì bố của Hồng Nhung đã từng dạy cho mình, tại vì Hồng Nhung cũng là người ở với bố thôi, không được ở với mẹ cả một tuổi thơ. Thành ra từ nhỏ, rất nhỏ là người bố của mình hơi nghiêm khắc quá và đã dạy cho mình được những cái điều cơ bản ở trong cuộc sống, mà trong đó một trong những điều quan trọng nhất đấy là cái cách sắp xếp tổ chức thời gian sống. Và Hồng Nhung cũng dạy lại cho các con điều này, và khi mà dạy lại cho các con điều này thì cũng là tự dạy bản thân. Trong đấy có bốn điều quan trọng là mà mình đang dạy cho hai đứa bé tôm tép của nhà mình đấy. Thứ nhất là âm nhạc là điều thần kỳ. Music is magic. Thứ hai là practice is everything. Luyện tập là tất cả, tức là tính kỷ luật trong đời sống. Thứ ba là time management is key, là cái cách sắp xếp thời gian sống là chìa khóa của sự thành công. Và thứ tư là patience is needed in life, là trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Thế thì cái điều mà bạn mới hỏi tớ thì là động đến một trong bốn cái gọi là cái triết lý sống hoặc là giản dị là gọi là khẩu hiệu sống của mẹ con bóng tôm tép, đó là có bốn điều. Thế thì trong đấy có một điều đó là sự nghệ thuật sắp xếp thời gian sống là chìa khóa của thành công. Và vì thế cho nên là chúng tôi luôn luôn tự bảo nhau và tự làm thế nào mà sắp xếp được cái thời gian sống nó một cách khoa học nhất, nó phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất. Không nói hay được, bởi vì mình cũng chỉ là con người thôi, mặc dù từ trước đến nay mình luôn luôn là một cái người khán giả của mình ấy tự cho đã khen Hồng Nhung là luôn luôn lan tỏa một cái không khí rất là tích cực, hướng tới những cái điều tốt đẹp đấy. Thí dụ như Nhung đến họp báo chẳng hạn cũng gây cười hay là gì đó, thì mình sống với cái cách sống là tích cực, nhưng mình cũng chỉ là con người mà thôi, cũng chẳng phải là thánh thần gì, cho nên là khi nỗi đau nỗi buồn đến thì giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước này đã từng dạy Hồng Nhung từ khi mà Hồng Nhung mới có 20-21 tuổi thôi, thì khi nào buồn thì hãy buồn cho hết, không thể đổ nỗi buồn đi được, không thể thay thế nó được, cho nên phải buồn cho hết. Nhưng mà còn cái cách của người văn minh để đón nhận thực tế, nó phải đón nhận thực tế, không thể nào mà có cái thực tế mà lại bịa ra là một cái chuyện cổ tích được. Nhưng mà đón nhận thực tế và xử lý cái hoàn cảnh của mình trong lúc đó như thế nào thì phụ thuộc vào mỗi người. Đối với Hồng Nhung thì vẫn phải buồn cho hết, chứ không thể đổ đi được. Và thứ hai là mình có những cái cách để giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn nó một cách nó có thể là đỡ khó khăn hơn. Thí dụ như là mình cố gắng duy trì cái vấn đề
thể dục thể thao, tập yoga, tập thiền, tập Pilates, vẫn cố gắng là làm sao mà vẫn thức dậy sớm, đưa con đi học, vẫn làm được những cái chuyện đó. Tất nhiên nếu mà buổi tối đi biểu diễn thì buổi trưa phải ngủ thêm một tí, chứ cũng không phải thánh thần gì để mà thức khuya xong lại dậy sớm, thức khuya xong lại dậy sớm mà vẫn sống sót được. Thế thì cái vấn đề là mình phải chia ra để cho cái thời gian sống, cái nhịp độ sống của mỗi ngày làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của mình. Hơn một năm nay thì ba mẹ con sống bắt đầu xây dựng một cái đời sống mới khá là nó bận rộn này, và có nhiều những cái thử thách, giống như là thử xem cách này được không, thử xem cách kia được không. Và chính cái sự tươi vui và cái nó gọi là cái nguồn năng lượng sống của trẻ thơ ấy, nó rất là trong sáng và hồn nhiên, và cái điều đấy là cái tiếp sức nhất cho người mẹ. Và Hồng Nhung thật là may, là bởi vì ở cái tuổi như thế này ít người có con nhỏ như thế, nhưng mình lại có hai đứa, một trai một gái, cùng ở cái độ 5 tuổi rưỡi rồi đến 6 tuổi rưỡi. Thì trong một năm vừa rồi, những khó khăn qua được và Hồng Nhung vẫn tiếp tục làm được cái công việc của mình ở trên sân khấu, đó là nhờ cái năng lượng tuyệt vời của trẻ thơ.